Còn anh? Vâng, con xin chào Chúa và chào cha và chào toàn thể cộng đồng ạ. Con là Du Xe Nguyễn Mạnh Đam, con ở giáo xứ Sở Kiện thuộc giáo xứ La Mát của nhà bà Ngân. Con thì được ơn, nhà con được nhiều ơn lắm, nhưng con hôm nay con được ơn là Tết Tây vừa rồi là con vào chỗ cha đây và mẹ con bảo là lần này không được nữa, là tôi phó thác cả cho con ở trong tay Chúa trong này. Thế con vào từ hôm Tết Tây đến giờ phút này là con chơi ma túy là hơn chục năm rồi. Và người ta chơi một môn nhưng con chơi... Đây là người anh em dính vào xì game ma túy 10 năm. Trong 10 năm anh đã chơi những thứ gì kể mọi người nghe. Con chơi 16 năm ấy. Con chơi những người ta chơi một môn nhưng con chơi 3 môn cơ. Có đầy đủ tất cả cái loại kích thích. Nói chung là không từ cái gì con không chơi. Thế nhưng mà từ hôm con Tết Tây con vào đây được mẹ con đưa vào đây là lần thứ 5 mẹ con cũng đi theo giáo xứ giáo điểm này cũng 5-6 năm rồi. Thế lần cuối cùng mẹ con bảo là lần thứ 5 này là muốn đưa con vào đây để con nhìn nhận và nghe lời lòng thương xót. Thế thì khi con vào đấy thì từ hôm ấy giờ là con về ngoài Bắc là con không chơi rồi. Và cũng không tự nhiên tránh xa bề trên soi cho con được tránh xa được bạn bè và cám dỗ. Thế từ hôm Tết Tây đến giờ. Thế mẹ con cũng mừng lắm, hôm nay con đi vào đây để làm chứng cho Chúa. Và... Hallelujah! Nếu bạn bè nó rủ con vào với xì ghe ma túy thì hãy... Đó là cái quan trọng nhất của những người mà chơi xì ghe ma túy. Bỏ thì dễ, nhưng mà bỏ bạn xì ghe ma túy lại khó. Vì mình bỏ xong, bạn nó rủ là dính liền, đúng không? Vâng, nhưng con được ơn là... Chúa phó thác và soi cho con những lần bạn bè con rủ dê là con đều tránh được hết và con quyết tâm. Đó, cho nên là nhớ khi mà gặp những bạn xấu, mình hay bị cám dỗ là vì tình cảm. Thôi mày nỡ mày bỏ tao sao? Thôi anh em mình sống chết có nhau. Rồi bạn nhậu cũng vậy. Nó uống, nó say mềm đi mà nó cũng cứ mày không uống với tao, mày không còn là bạn của tao nữa, mày không coi tao ra gì hết. Mày... Phải không? Cho nên là vì cứ nể bạn mà uống, đúng không? Rồi uống xong tăng hai, mày là bạn của tao, tao với mày đi vào tăng ba. Có không? Rồi mình nghĩ đến vợ mình ở nhà, nhưng mà vợ mày bây giờ nó đâu có biết gì đâu, bây giờ chỉ còn tao với mày thôi, mày đi với tao. Có không? Cho nên phải chặt nó đi. Lúc đó dứt khoát là phải chặt nó đi. Không có bạn bè gì hết. Bạn bè mà rủ mình đi ăn chơi thì, bạn bè mà rủ mình đi tăng hai tăng ba thì, bạn bè mà rủ mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì cũng chặt nó đi. Đi không? Bạn bè rủ mình đi lòng thương xót Chúa thì, bạn bè rủ mình đi làm việc bác ái thì, bạn bè bảo đi đến giáo điểm tin mừng thì, bạn bè bảo đi đến giáo điểm tin mừng để ăn chơi thì chặt nó đi hả? Chặt nó đi. Rồi con muốn nói mới vì con biết kênh này cũng phát lên YouTube. Con cũng mong những anh em là đã chơi, và con cũng chơi nhiều tỉnh ở ngoài Bắc cơ, chứ không phải chơi một tỉnh của thành phố Phủ Lý con đâu. Con chơi hàng 10 tỉnh. Nói chung là những ai mà chơi ma túy và tệ nạn đều biết con hết. Nên con chỉ mong là hôm nay trên cộng đồng mạng cũng như toàn thể giáo dân và mọi người ở đây ạ, là nhiều những bạn bè anh em đấy cứ bật kênh YouTube mà có tôi hôm nay thì các bạn sẽ biết được là tôi chơi như thế nào. Và từ hôm vào giáo điểm này các bạn cứ thử vào một lần sẽ biết, rồi sẽ chứng nhận và biết là tôi được ơn Chúa ban hay không, thì các bạn tự biết và không cần phải cứ vào đây là biết là giáo điểm có sự thật hay không, mà các bạn thừa biết là tôi còn chơi nữa hay không, là các bạn cứ lên kênh YouTube để xem chứng nhận như thế. Tôi xin được gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà 16 năm anh đã chơi, người ta chơi một thứ, anh ấy chơi tới ba thứ. Và anh ấy chơi không nghĩa là một tỉnh mà chơi 10 tỉnh. Và tất cả dân ăn chơi đều biết đến anh ta. Mà chúng ta thấy là một người... Hôm nay con có chút lòng mọn của con thân tình là gửi cha để làm bên bác ái. Bác ái giúp chia sẻ những người nghèo của con ạ. Vâng, ngày xưa anh lấy cái này anh trích một ngày mấy cái, một ngày bao nhiêu? Không đủ để con chơi 15 phút. Chị em thấy khủng khiếp không? Bao nhiêu tiền anh ấy đốt 16 năm trời. Anh đưa mà 2 triệu bạc không đủ 15 phút để mà chơi. Thì anh chị em biết là cái sự giữ nó mạnh cỡ nào thưa anh chị em.
mà bây giờ anh dám nói lấy cả mạng sống anh ấy mà thề trước mặt cộng đồng, trước mặt những dân ăn chơi đây. Tên kênh, dạ tên con là Nguyễn Mạnh Đam, con ở Kiện Khê và giáo xứ La Mát. Đấy, ai còn thắc mắc thì cứ đến gặp tay chơi này nhá. Hallelujah. Rồi trường hợp nếu mà ai mà bảo là đây là dàn dựng hay nọ kia thì cứ đến giáo xứ La Mát điều tra về con là có đúng sự thật con chơi như thế hay không, và con chơi nữa hay không thì nó là rõ chứ không phải là dàn dựng. Đây là tự ơn Chúa ban xuôi. Hallelujah. Rồi xin mời bé lên đây con. Rồi xin mời bé lên đây luôn đi con. Bé lên đây.